Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt giam ông Ngô Văn Phát để điều tra vụ mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Việc khám xét nhà đại gia này kéo dài từ chiều 8 tháng 9 đến rạng sáng 9 tháng 9, tối 8 tháng 9, Công an TP Hải Phòng đã có thông tin chính thức về việc triệt phá ổ nhóm lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an Hát Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phát hiện và triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Công an Hát Thủy Nguyên xác định ông Ngô Văn Phát, 56 tuổi, ở tại số 9 Lê Hồng Phong, Quy Hải An, TP, Hải Phòng, là người tổ chức cầm đầu đường dây này từ ngày 47.9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hát Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn và khởi tố các bị can Ngô Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Phát, Nguyễn Thị Loan, 31 tuổi, ngụ số 042, Venice Vinhome Imperial Quy Hồng Bàng, TP, Hải Phòng, Vũ Văn Bảy, 70 tuổi, ngụ tổ 4 khu 2P, Đại Yên, TP, Hạ Long, Quảng Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Phát, Trần Thị Hằng, 28 tuổi, ngụ thừa 101, ngõ 829 Hùng Vương, Quy Hồng Bàng, Hải Phòng, Nguyễn Thị Thúy, 42 tuổi, ngụ thôn 11 xã Hoa Động, Hát Thủy Nguyên, Hải Phòng, Mai Thị Nhài, 26 tuổi, ngụ khu 2TT. An Dương, Hát An Dương, Hải Phòng và Lương Văn Giao, 29 tuổi, ngụ xã Tam Hưng, Hát Thủy Nguyên, Hải Phòng. Từ chiều 8 tháng 9 đến rạng sáng 9 tháng 9, cơ quan công an đã tiến hành khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát ở số 9 Lê Hồng Phong, Quy Hải An, TP, Hải Phòng, đây là một công trình hoành tráng, nguy nga và được xây dựng theo phong cách lâu đài ở châu Âu với rất nhiều chi tiết được đắp tỉa theo kiểu Pháp, Hy Lạp. Và là một trong những tư gia gây chú ý nhất tại Hải Phòng thời gian gần đây, ông Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là người giàu có. Đại gia này là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Phát, Petraco, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành Thái Bình. Ông Phát cũng là người có nhiều hoạt động từ thiện, góp tiền bạc vào việc xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình. Ngoài biệt thự ở Hải Phòng, ông Ngô Văn Phát cũng sở hữu một tòa nhà tương tự ở quê, xã Nam Hưng, Hát. Tiền Hải, Thái Bình, sau khi bắt ông Phát và đồng phạm ngày 8 tháng 9, Công an Hải Phòng đã khám xét nhà ở và nơi làm việc của các đối tượng. Từ chiều 8 tháng 9, tòa biệt thự của ông Phát ở đường Lê Hồng Phong có nhiều xe biển xanh cùng lực lượng công an có mặt để khám xét. Việc khám xét đã diễn ra đến gần sáng nay 9.9.